Website đào tạo Forex xin mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần trên thị trường, những diễn biến giao dịch phức tạp trên thị trường giao dịch Forex đã có thể gây ảnh hưởng cho rất là nhiều nhà đầu tư trên thị trường giao dịch Forex. Qua những livestream trực tiếp này trên thị trường, chúng tôi muốn chia sẻ chứng minh cho nhà đầu tư thấy rõ được các kiến thức và các phương pháp giao dịch và các cái kỹ năng giao dịch ở trên thị trường của bản thân tôi là chủ website đào tạo Forex đang giao dịch thực tiễn trên thị trường như thế nào, để mọi người cùng theo dõi và đánh giá được các giá trị thực tiễn này qua những cái giao dịch chia sẻ xuyên suốt trong thời gian dài của nhiều năm qua của quá trình tôi live stream trực tiếp trên thị trường. Và với mong muốn chia sẻ, truyền đạt các giá trị kiến thức được minh chứng bằng thực tế để cho mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được lại cả quá trình khi mà các bạn tham gia vào trong thị trường này, các bạn đang phải vướng mắc và những góc khuất của thị trường giao dịch Forex mà nhà đầu tư đang bị vướng phải, thì đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải đánh giá. Trong thị trường đầu tư Forex, tất cả là những giá trị mà phải minh chứng bằng giá trị thực tiễn, bằng chính những con số của bản thân mỗi người nhà đầu tư trên thị trường, chứ không phải chúng ta tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, chúng ta chỉ nghe kể về thành công, nghe kể về phương pháp, rồi nghe phô diễn về đẳng cấp thế này hay thế kia trên thị trường, mà mọi giá trị trên thị trường giao dịch Forex mà mọi nhà đầu tư cần tìm hiểu của bất kỳ một ai đó đều phải có những sự chứng minh bằng thực tiễn ở trên thị trường, bằng chính những tài khoản giao dịch live thực tế của bản thân họ trong suốt cả khoảng thời gian dài. Và ngoài những giá trị chứng minh tài khoản live của bản thân họ giao dịch trong suốt thời gian dài, thì chúng ta phải nhìn nhận được một thứ là nhỉ, bản thân những người đứng ra chia sẻ này họ có giao dịch được hay không. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý, cần phải nhìn nhận, cần phải đánh giá được, chứ không phải các bạn chỉ nghe về lời hứa trên thị trường giao dịch Forex. Bởi vì mọi lời hứa trên thị trường giao dịch Forex này đều là vô nghĩa nếu mà bản thân cái người hứa với bản thân chúng ta không chịu chứng minh về điều mà họ đang nói, để chúng ta có cơ sở nhìn nhận và đánh giá được. Và trên thị trường giao dịch Forex, khi mà các bạn tham gia giao dịch, các bạn bị thua lỗ thì những kẻ không biết giao dịch ở trên thị trường giao dịch Forex này luôn luôn nói cả chúng ta rằng quản lý vốn không đúng. Vậy thì quản lý vốn thế nào là không đúng và đúng ở trên thị trường giao dịch Forex? Đây là những giá trị mà bản thân nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, các bạn phải yêu cầu quản lý vốn, thì các bạn phải yêu cầu xác minh, nhận định lại cho đúng về cái giá trị của bản thân của các bạn khi tham gia vào trong thị trường. Và các bạn, khi các bạn tìm hiểu bất kỳ chỗ nào đi chăng nữa, thì các bạn phải yêu cầu những cái người đứng ra chia sẻ về những giá trị ở trên thị trường giao dịch Forex, họ phải chứng minh về năng lực của họ trên thị trường, thì đó mới là quản lý vốn. Quản lý vốn trên thị trường không phải chỉ là phương pháp SL hay stop loss ở trên SL hay là take profit ở trên thị trường, mà chúng ta phải đánh giá được từ những bước ban đầu khi mà chúng ta tìm hiểu về trong thị trường giao dịch Forex là như thế nào. Bởi vì không chứng minh được những giá trị thực tiễn này thì bản thân chúng ta sẽ không bao giờ nhìn nhận được cho đúng thế nào là đầu tư Forex và những giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường. Và mỗi phương pháp sẽ có những cái cách nhìn nhận và cách phân bổ và cách áp dụng vào trong thực tiễn khác nhau, và mỗi nhà đầu tư cũng sẽ có những cách điều chỉnh cái phương pháp của mình khác nhau trên thị trường. Chính vì vậy, khi mà nhà đầu tư tìm hiểu hoặc đánh giá bất kỳ một giá trị gì trên thị trường giao dịch Forex, các bạn cần phải có một cái nhìn đúng đắn và một cái nhìn sâu rộng hơn khi mà tham gia trong thị trường đầu tư Forex này. Đây là một thị trường cần đòi hỏi cả một quá trình nỗ lực, cả một quá trình mà bản thân các bạn cần phải luyện tập và thay đổi hoàn thiện dần dần, chứ không phải các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex để các bạn nhặt nhạnh 20-30 đô một ngày, hoặc nghe bọn chúng bịt bợm về những giá trị lợi nhuận thế này hay vẽ vời phương pháp thế kia, hoặc có phân tích về đường hướng xu hướng thế nọ trên thị trường. Bởi vì những giá trị đấy là những giá trị không đúng. Tất cả chúng ta muốn được có được những giá trị đúng trên thị trường thì chúng ta phải thấy được những giá trị giao dịch thực tế và minh chứng về những giá trị kiến thức đấy bằng chính những tài khoản và bằng chính những giao dịch mà bản thân chúng ta phải đánh giá được. Tại sao tôi hay lặp đi lặp lại những vấn đề này? Bởi vì những vấn đề này tôi muốn nhà đầu tư phải hiểu cho rõ, phải nhìn cho thấu được những cái góc khuất của trên thị trường này, và hãy hiểu tại làm sao thì bản thân những cái kẻ khác ở trên thị trường giao dịch Forex, chúng không bao giờ trade live cho bản thân chúng ta thấy, mà bản thân chúng chỉ có cho chúng ta thấy rõ một vấn đề lên vẽ bùa vẽ phép, rồi vẽ
như đúng rồi, xu hướng giá sẽ chạy như thế này hay thế kia, rồi đặt lệnh như thế này hay thế kia trên thị trường. Nhưng mà bản thân những cái kẻ đang đi ra chia sẻ những cái giá trị đó cho chúng ta thấy, thì chúng ta tuyệt nhiên không bao giờ thấy được những cái thằng như vậy trên thị trường giao dịch Forex này trade cho bản thân. Chúng ta thấy rõ được gì nhỉ, bản thân chúng có vào lệnh hay là không, bởi vì đơn giản chúng đang xúi chúng ta giao dịch. Và bản thân những cái kẻ như vậy trên thị trường là những cái kẻ không bao giờ giao dịch được và thành công được trên thị trường giao dịch Forex này. Đây là điều tôi chia sẻ, đây là điều tôi truyền đạt đến mọi người trên thị trường giao dịch Forex. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư, chúc nhà đầu tư giao dịch thành công trên thị trường.